Đây là toàn bộ diện tích lúa hơn 4 hecta mà ông Hoành, bà Ngọc ở ấp 12 xã Khánh Lâm, huyện U Minh bỏ công chăm bón trong suốt nhiều tháng qua. Cháy khô, nứt nẻ, bao công sức vun trồng, chăm sóc, giờ chỉ còn lại một cánh đồng như thế này. Rồi nó chết hết trơn gì đó chứ cũng không biết sao, bị cái này chắc bị trời hại chứ không có ai hại mình hết. Năm nay là coi thiệt hại hết trơn luôn. Mà làm nó thiệt nó nói cho gớt cũng mặt. Vì bị thiệt hại gì thì đời sống gia đình mình trong thời gian tới như thế nào chứ? Nó khó quá trời luôn. Thì cũng tao cũng farm đi mà mướn. Mà muốn kiếm sống. Lúa nó khô gì còn làm gì được thôi. Hôm nay thôi còn gì được, không có bông nào hết trơn. Ấp 12 xã Khánh Lâm, huyện U Minh có hơn 240 hộ dân thì phần lớn là người dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo với nghề mưu sinh chính là trồng lúa và trồng rừng. Vì thế hạn hán mặn như năm nay đang đẩy các hộ nông dân đến nguy cơ thiếu đói. Thất thu là chuyện nhìn thấy rõ. Còn những gia đình may mắn thu hoạch lại được một phần diện tích lúa đông xuân trong hạn thì lại rơi vào tình cảnh dở khóc, dở cười. Bởi giá lúa năm nay cao nhưng không ai đến mua vì không ghe thuyền nào có thể đi lại trong tình trạng như thế này. Đường ra ngoài sông lớn, đó là mấy cài nó mới kéo ra ngoài nó bán mới được. Coi như là đi hai đoạn, bốc giá. Giá? Giá thì chỉ có trong này có 4.3 thôi. Ở ngoài sông lớn ra đậu mãi thì nó 4.8. Thay vì dùng ghe thuyền để chuyển lúa đi xay sát theo phương thức truyền thống, thì bây giờ người dân ở Cà Mau phải dùng đến bất cứ phương tiện đường bộ nào có thể phục vụ chính bữa cơm hàng ngày của gia đình. Kinh nó khô rồi, không có xuồng đi không được thì mình chở xe mình đi. Dạ. Mỗi năm thì vô người ta trà xuồng đó, người 7-8 bao, 10 bao không? Nay mần dở gì trời. Những tác động tiêu cực do hạn hán và xâm nhập mặn đối với người dân Cà Mau khiến họ phải gồng mình chống chọi. Nguy cơ thiếu đói đang hiện hữu.